À đấy, đấy, gậy thịt, gậy thịt. Đâu, xiên thử nào, xiên xiên đi. Xiên đi. Đâu đâu đâu. Đấy, gậy thịt. Gậy Yeah. thịt thôi mà. Hả? Đây. 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 Cái đấy không phải, cái đấy của ông là cái cùi bắp. Ừ, tặng tôi cái gì hả? Tặng cái gì? Đây có quặng này, không đào đi, lấy cái o này. Đào cái gì rồi ôi. Đào, 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 sang bên này, ở dưới, dưới đây có tin, dưới đây có tin không ơi? Gì? Tin o đấy, còn cái gì nữa, đây này. Tin mà. À đâu không phải. À đâu đây là bạc, ui bạc, cái này còn ngon hơn tin luôn. Ui rồi. Cuốm, 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 cuốm nhanh, cuốm nhanh, cuốm nhanh, cuốm nhanh. Ông nào phải đặt nhanh thế. Ai ăn cắp mấy ông đâu mà ông mấy ông đào cắp vậy. Cái đấy là đồ. Để tôi đào cho. Đấy. Để đào cho. Quả ăn cướp của mấy ông mà mình cắt. Ơ, cái này là đồng mẹ rồi còn đâu. Đồng đâu. Nào đá. Đồng tên là cái gì? Đồng cái đéo bộ rô đấy mà ông ngáo à. Ý. Đùa á. Nhưng mà mấy ông đừng đào cái đấy nữa, cái đấy có cái cách bích trượt này gì đâu. Cái gì? Đào cái gì? Không đang nói đéo vậy. Đào hết vàng rồi còn đâu. Không hiểu đang đào cái đéo ở đấy, thử đào sang bên kia xem nó có đường, có cái vẹo gì bên đấy không. Cửa chết rồi, thế tôi bảo sang bên đấy thử xem là nó có cái mẹo gì không. Ngắm nghía sang bên đấy nó có cái gì không nhưng mà. Ôi, được, 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 được. Tôi cảm thấy là không không ổn lắm, tôi đào xuống đi. Đào là ngập nước đấy. Không chịu giải kiểm đâu. Cái này không không uống nước hay là cái gì. Cái này mình đéo đói cơ. Cái này nó chỉ là đi nó đi cày đồ, à đi đi kiếm đồ, chế đồ, đánh boss này rồi làm ấy thôi chứ nó không có kiểu nấu ăn nấu yết như là các game kiểu khác. Game này nó không hoàn hoàn toàn là game sinh tồn. Nó gần như nó game game kiểu giống kiểu sáng tạo ấy. Nó game kiểu phiêu lưu nhập vai hơn là game sinh tồn. Ô, ông kia. Ô, cái cục gì đấy? Đào đi. Thương à? Không biết là cục gì nhưng có đào. Nó có nhìn thấy cái gì nó màu sắc nó lạ hơn là đào. Đào hết. Nó về nó có tác dụng gì tính sau. Đào quá để tôi đẹp nước. Ở chỗ ô vàng kìa. Vàng đấy. Ô không phải đây tin đâu ạ. Đâu ra vàng. Vừa xong mất cái ấy của tôi rồi. Cắt cướp. Đào bác vậy. Ok là bạc, bạc 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 cũng rồi. Ở đâu là đá thường ạ. Cứ tưởng là bạc. Ở bên này như là có cái gì màu hơi khác khác. Ở về ở game. Đây rồi. Bạc bạc đây bạc đây các ông ơi, bạc 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 bạc. Vét bạc nhánh lên. Khốn bạc. Ui nhiều bạc lắm cậu ơi. Tí về tôi chia cho yên tâm. Ừ cái này có vàng này. Lấy đi. Ui nhiều lắm. Ui mỏ bạc khỏe rồi. Đây nhiều bạc lắm không ạ. Bà thơ của nhé vẫn phải rồi rồi. Bạc này có lẽ là ngon hơn. Có lẽ là ngon hơn mấy cái tin mới ở đấy này. Nhiều thế nhờ. Đào hết như rồi. Trời đang mưa. Đống đống thứ linh tinh rồi. Cái đặt được quốc này. Đây đặt đuốc ở đây rồi. Dưới này nó không có tường. Dưới này hang rộng nên nó không có tường. Dưới bên sông, dưới sâu về là hang nó rộng không có tường nên là. Ô bên kia có bạc tiếp kìa ông ơi. Sang sang bên này nào, sang bên này nào có bạc phải không anh? Kim cương này. Kim cương đúng không? Kim cương. Từ từ nhá, cẩn ngã chết đấy. Ngã dưới sắp mặt lèo ấy. Từ từ thôi. Từ từ thôi, đừng có đau lung tung thế, chết biết đâu.
Tao lên trên này đi, đúng không nào không rồi. Sợ không điều đào quốc đâu. Quá đâu thằng cầm điều đào đây. Từ từ nhá, tao nối cái dây. Ok. Đấy đập mấy cái này đấy. Dây thừng á, đập cái đấy ra nó có cơ, nó có tỷ lệ ra dây thừng. Ra dây thừng mới ra đuốc. Ồ dưới này có cái đấy này, dưới này có lia này. Ồ mấy con này cẩn thận nhá. Mấy con mặt lờ này. Vào phang không? Xuống đến nơi phang đó. Đứng trên bờ phang thôi, đừng nhảy xuống nước. Để nó đập chết đấy. Ông có... ông bị ngáo à? Mày nhờ nó. Ông đưa anh em vào chỗ chết chứ. Tôi vừa cho người dạy đấy. Ai cho? Cho ai gì? Chết chết mẹ nó. Xuống đây Hiệp, dậy ông đâu? Không cho ai? Rậy. Đừng bỏ cho tôi nhá. Rậy khỏe cho luôn. Ủa con nó đánh đâu á? Ui 29 máu ạ. Con không chơi quá đâu rồi. Nó đánh 29 máu hả hoa. Đánh 29 máu phát ai mà chơi được. Ơ đi lên đi. Đừng có nhảy xuống nữa. Thôi đừng có đánh nó nữa. Bỏ đi. Để tôi xem có đéo gì không. Ôi dưới kia có đồ ngon. Ôi cái nhà có dưới kia có cái nhà nó đồ ngon đấy. Phải xuống thôi. Không xuống được. Phải giết con này. Thằng nó. Hiệp đâu? Hiệp xuống đây nào. Có cái chùy ngon mà mẹ. Đâu rồi? Phải giết con này. Đâu cho ông Hiệp, ông mạnh rồi, ông mạnh rút gậy ra đập. Có cái à lúc ấy hình như tôi nhặt được cái này. Tôi có hàng, đánh nó rồi. Đây rồi. Nó không lên chỗ này. Mày nhờ tao à? Mày nhờ này, tiểu đi phía tao. Phi đấu tới ạ. Ờ, tiểu lý phi đao, ôi trời ơi, bét tiểu lý á. Đào, ô, tự, đào sang để nó sán nó ra, Ờ, đã. Bên dưới nó có nhà thật kìa. Ừ, có nhà mà, có nhà này mình có thể kiếm một hòm xịn đấy. Đào sang để nó thoát nước nè, nhanh, đấy, đào sang để nó thoát nước đi. Ok. Lên thở chết đuối ra, lên thở đi. Ăn để cho nước chảy đi rồi, lên thở đi. Đi chết. Ok. Xíu rồi. Bây giờ mình đào xuống đây. Cẩn thận nước có chảy vào. Đào tránh nước ra. Đéo không hiểu ạ. Nó đào từ trên này xuống để tránh nước cho nó chảy ngập phòng rồi. Còn đào hướng đấy là cho nước có chảy vào phòng. Ngập tứ phòng rồi. Để đi, không được rồi. Được cái gì cũng được. Bây giờ nước có chảy ngập hết phòng. Giờ xuống phát nhảy lên luôn nè. Rồi, kịp không là điều quan trọng. Tôi nhặt được cái gì đây? Ô, nhặt được bạc. Mũi tên. Em lên nhá. Ô, nhảy lên thở đi Hiệp ơi. Nhanh lên. Tôi nhặt được cái đéo rồi đây. À, cái này là cộng 2 tốc độ di chuyển. Không có gì ngon lắm. Cái này nó kiểu như cái giày hay sao ấy. Hay cái gì? À, một cái đồ phụ kiện. Cộng 2 tốc độ di chuyển. Ôi, cái này. Cho tôi một cái. Tôi nhặt được cái đèn gì vậy? Đèn gì? Đèn chân. Ừ, ngon, đèn chân đèn hay để ấy. Đèn chân hay để về nhà lắp. Về nhà lắp vào nhà. Tí về yên tâm, tí về tôi chế đồ cho các ông. Yên tâm đi. Tôi không để các ông thiệt đâu. Ông yên tâm một chút nào. Cái gì cơ? Ôi, dưới kia nhiều đồ lắm. Hả? À, đi đây, đập đồ. Ô cái này cái gì đấy? Lấy ruby nhặt hết. Nhanh. Từ, lên coi thì còn nhảy thở cái nhá, đừng chết. Bây giờ đang cầm nhiều đồ, chết là sắp mà vào ấy. Bây giờ thả nước xuống chỗ mấy con kia kìa. Ờ đúng rồi, mình đào một cái hố ấy, mình thả nước xuống chỗ mấy con kia. Để thoát nước. Lấy hết đồ chưa? Ở đây còn mỗi mấy cái quặng thôi. Ui địt mèo mày thở ăn. Tối quá. Ok.
cái còn gì nữa. Thôi đi lên đây để một mình chỗ nào thôi. Không ô đừng đừng cẩn thận. Ủa thôi thôi thôi. Nhảy lên nhảy lên nhảy lên nhảy lên. Nhảy lên nhảy lên nhảy lên cái đó, cái đó nhảy lên đi. Ok, nó phát rồi, nó phát rồi. Ok, ngon rồi. Cái gì đấy? À, cái gì vậy? Cái gì hỏi làm gì? Cái gì ngon. Sáng mày đào nó mấy quặng bên này đi. Không, chết mẹ. Từ từ. Cái gì? Nó đông rồi đào rồi. Lia này mà đống lia này. Tí tôi làm cho ông công full bộ lia luôn. Tha hồ đánh nhau luôn. Nhiều quặng lắm, yên tâm. Pin anh em ở trong đây. Hai con sứa kìa. Còn đánh nó đi. Điên là đánh không lại đâu. Bây giờ mình chưa có đồ đánh nó. Bây giờ đào đồ đi. Đồ bạc đống ở đây này. Đống bạc ở đây này. Có cái quân đánh ai đâu vậy? Để cung tên thôi, tí về tí về không? Thế cung tên mà lấy cái mà bắn. Cái này kim cương rồi. Đây là bạc. Silver này, silver là kim cương không ngáo à. Không, thế cái em đồ. Cẩn thận nhớ ngồi anh thở đấy. Đến nè, vàng à. Đâu đây là tin. Nghe đúng rồi, cứu anh em thôi. Nhớ ngồi anh thở. Đừng quên như thở. Như kiểu thở lặn vậy. Ô, cái đèn kia hết pin rồi nhá. Thì lấy cái mới có gì đâu. Lên đây, lên đây, lên thở đây ông à. Tối quá. Chỗ này đặt đuốc rồi mà. Đây. Đấy, đặt đuốc rồi đấy. Thôi đây chắc không khô hết rồi, không còn gì đâu. Bên kia nó có cái đéo rồi nhưng mà tốt nhất là mình bây giờ mình sang thì mình không nên sang chỗ đấy. Bây giờ mình đào ngang sang đây. Thôi rồi, đi hết rồi, Hiệp ơi, đi lên đây, Hiệp ơi. Hiệp ơi, đi lên đào ngang sang. Bây giờ đào ngang sang. Không có cái mẹ gì. Bây giờ đào ngang sang thôi. Không đi đâu này. Đào ngang sang. Chứ bên dưới kia hết hàng rồi, bên dưới kia hết bài rồi. Cái game này nó nói chung là nó đi khám phá là chính chứ nó không kiểu là mình phải sinh tồn ăn uống như các game khác. Mình không Wood Block là một cái bột bùn. Không đau làm gì, nó không quan trọng đâu, nó là bùn thôi mà. Ông Hiệp của ông mạnh ông làm cái đéo ấy bên kia đấy. Trong này đấy. Đào lấy gỗ. Nếu hiểu à, gỗ đào ông lên ông chặt một cái cây được mấy chục gỗ, ông đào cái làm cái gì, tốn công tốn sức à. Tiết kiệm từng đồng một. Đấy. Ôi, nó chết xong tôi rồi. Cứu tôi. Bye bye. Chết tôi rồi, đi. Ê, nhanh lên. Nhanh lên. Ê ôi, ôi cà, tao bao cái gì đây? Tính làm gì cái đéo heo, tính giết người hả? Mình sẽ may à, tôi nhanh ấy, không được tôi chết mẹ rồi, đéo hiểu á. Đéo hiểu, ông làm đéo gì đây? Ông tính giết tôi gì? Bốn nạn vãi cứt. À, làm tôi ném mất một cái đèn. Bây giờ dưới kia, đây đào từ bên này sang. Ông đi học đừng có xây đắp cái này lại nữa, bị điên à? Đào. Cái gì? Đào cái gì? Nhà đây. Cái gì? Nói cái đéo vậy? À đây. Đường này đi. Đây, đào đường này đi. Ống nước này này. Tự nhiên gặp mấy cái nước này dị ứng vãi. Mấy ông ao mất cái ấy của tôi vậy. Đuốc thì đuốc cắm lại sao đâu. Không nào bật mờ lên thì cái hệ thống thang động mình đào đi lằng ngoằng vãi đái á. Bật mờ lên mà xem, đi hệ thống thang động mình đi. Mình đào liền lằng ngoằng. Cái gì? À nhầm.
cái mẹo ấy, tôi ấn nhầm cái gì rồi, nó thành pi 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 đi pi với pi gì chứ pi đi mà nói cái gì đó vậy, nhớ nhiều lắm thành chiến mà. Ô trên này có cái đéo gì đâu ông ơi, nước nước nước. Ô mẹ tôi rồi, không sao, không 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 vấn đề gì, nước em nước đông mà, nước nước đông rồi không sao. Nông mà, nông có tẹp, nó nông nó chả ngập đâu. Nhảy nguy hiểm này, tao đào thẳng nguy hiểm. Đây là mà đào, ô tôi còn nhặt được cả shuriken phi tiêu à. Như kiểu Naruto nhỉ. Shuriken mà. Nói chung là không phải là ông cứ vứt tôi đi. Cường cù tôi không ạ. Ô cái gì, ô ôi dồi. Đấy, con gì nó cắn rồi. Con mặt lờ này, không chạy, 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 chạy. Thôi tôi nghĩ là đến đây là được rồi, đi lên đi. Ủa. Lấy cái cuốc ra đập nó. Ui con này khỏe lắm. Ui dưới này quái khỏe rồi đấy. Bắt đầu quái, con cố, bắt đầu khỏe rồi đấy. Giết được nó rồi kìa. Giết được nó rồi. Mấy con này nên cầm cuốc mấy cả ấy đập. Chứ không nên cầm kiếm đâm. Cái kiếm đâm phế lắm. Dưới đây bắt đầu quái, tôi thấy bắt đầu quái nào, bắt đầu khỏe ở đây không ạ. Nó tăng tốc độ đánh. Tốc độ đánh nhưng mà nó đâm một đường nó yếu lắm, nó phế lắm. Tôi thấy bắt đầu xuống đây là quái nó bắt đầu khỏe rồi đấy, nên là có khi mình về mình chế thêm đồ rồi mình đi xuống tiếp không ạ. Ôi lại con slime đỏ nè, em phải chuẩn bị đánh nó đi, cầm cuốc phẹt vào đầu đó, phẹt nhìn ba thằng mẹ sao nó vẫn đánh được tôi. Vào đấy, mày vào đấy, buồn quằn, buồn nào buồn nếu à. Quay tay, gãy xuống thế. Và để tôi xem, dưới này có một đống, nó đánh được 11 máu phát à. Con slime này khỏe lắm này. Ôi dồi ôi, đi xuống mẹ. Nó là cái thế này, thế mình không đánh được ạ. Đừng có phá cái đấy đất này. Nó lên được ăn hết anh em đấy. Không sao. Phải chết mẹo á. Phải đó. Bừa, bừa vào đâu đó. Đấy, chết ngay. Bây giờ để tôi xem nào. Xem dưới này có gì không á. Vậy anh sang cuối cùng. Không đéo có gì to tát cả. Đừng có lấp lại nữa. Để tôi xem nào. Đừng có lấp lại chứ, để tôi đi lên đấy. Để dùng vậy. Ấn cái gì ấy. Ấn đi, ấn đồ nào? Ép à? Ép đi, ấn dùng cái gì? Không có nói gì đấy. Dùng đồ ấy. Đồ gì? Ký. Đồ gì? Máu. Máu thì ông ấn vào cái hàng bên trên này, cái hàng bên trên ông đặt nó vào cái hàng bên trên xong ông ấn vào nó như là các cái game khác đấy. Tĩnh này không có phải áp rồi. Không có lên được không đấy. Ồ dưới này không có gì đâu, thôi. Tôi có nghĩ bên dưới có đường không có. Thử sang bên này mà. Có cái gì này, có cái lu này. Tê thần. Gì đấy? Đất gì này, đất gì màu vàng này, cát đấy, là cát không phải đất. Sao đây là đường đi lên không? Ô để tôi soi đèn cho mấy ông đặt sao lên trên đi. Không 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 đặt được, không đặt được đâu. Bây giờ một là mình đi lên, hai là mình đi về, cậu quyết thế nào? Tôi nghĩ là nên đi về đi, bởi vì giờ mình đang cầm khá nhiều đồ rồi, mình nhặt được rất nhiều đồ rồi. Cái này là cái gì nhỉ? Tơ nhẹ. Bây giờ mình đi về đi không ạ? Tôi nghĩ là nên đi về. Nào đi kìa. Hai. Ủa mẹ. Huy Anh. Đi về thôi. Huy Anh chơi không Huy ơi. Thôi đi về đi mấy ông ạ. Đi về chế thêm đồ đi. Chứ bây giờ mình đang cầm rất là nhiều đồ rồi. Mẹ chạy về nhà sấp mặt luôn. Đi gần mà cứ đi theo cái hang này thôi. Có gì đâu. Đấy đứng đây đào thang này. Đi. Ý ông đá hả?
Kẹp lắm cho đi đéo đi. Cho khổ. Nó có ruby á, ra đau thấy được cái đéo gì cơ. Cái quặng nó quặng gì không? Đéo hiểu mình cứ để ý không. Không ăn cái đéo gì đây, hiếp. Ôi, lại lan đỏ kìa. Đấy, nhảy đây đi, nhảy đây, nhảy đây, nhảy sang. Đấy. Đi. Em đi đâu? À, rồi đấy. Bán làm gì? Đập chết nó đi, nó đuổi mình làm gì? Đừng có đập vào cái đất nữa, nó hỏng đất. Ông tự bóp gái mình ấy hả? Không nào, không đập vào đất. Không đập đâu. Kiếp bị ai? Đi về đi. Chết rồi đi. Nó sắp chết rồi. Đâu có phải anh cơ đâu. Ok. Chết rồi. Nó rơi mấy cái dây thừng nhưng mà chẳng quan trọng đâu. Đi về đi. Kiếm được một đống đồ rồi. Ấm rồi, ấm rồi. Nhà là ấm lắm rồi. Và này thay để ấm lắm rồi. Tèo. Mạnh đỡ ghét hơn hôm qua. Và chắc cũng thế đã. Đi đến đây đi, ông còn làm cái chỗ nào gì dưới đấy đấy. Nhanh lên. Nhưng mà đi cái hệ thống hang động mình xây ảo điệu vãi đái. Hôm qua tôi nghe tiếng gì nhỉ? Nước à? Đúng rồi, tiếng nước. Ừ, tiếng nước nó chảy ngay trên đầu ông kìa. Cái hòm bên kia lấy rồi đúng không? À đúng rồi, lấy rồi, hòm bên lấy rồi. Đây tôi làm cái dây thừng kéo lên. Ông không rảnh gì này. Perfect luôn. Chừng gì vậy? Đấy, bây giờ đu thẳng cái dây thừng lên thôi. Easy game. Woo, về nhà rồi. Một ngày ơ, có thằng nào về nhà, nó vào nhà mình đây không ạ? Hello, hello cụ già. Ờ, à, thằng cụ già, thằng bán đồ. Ô, thằng này nó bán đồ rồi không ạ? Nó bán phi tiêu rồi, bán dây thừng này, thằng này bán dây thừng này. Bán đe này. Ừ. Ok.